Anh sẽ giúp em cái nhẫn này cầm được bao nhiêu ạ? Đây là nhẫn cưới mà sao cô lại cầm? Chị ơi, con em đâm bệnh, chị đừng đuổi mẹ con em. Vậy mày ói 3 tháng tiền nhà ra đi rồi tao cho mày ở tiếp. Chị ơi, tháng sau sẽ kiếm tiền trả chị. Chị làm mà đi chị. Biến đi, biến đi. Không tao thả chó ra bây giờ. Em cần tiền để đưa con đi bệnh viện gấp anh ạ. Thôi tao không cầm cho cô nữa đâu. Không đi bệnh viện, sợ con em. Cô cứ cất đi, rồi tôi sẽ đưa mẹ con cô đi đến bệnh viện. Mà em không có tiền. Để tôi lo hết cho. Với là bây giờ cô giữ cái số tiền này này, trả tiền nhà rồi sau này khi nào mà giàu có thì trả cho tôi cũng được. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Con ơi, con được cứu rồi, cố lên con. Để tôi đi lấy xe nhé.